Trường Ninh là một trong 10 huyện của tỉnh Nam Định, quê hương của Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Đào Dư Tích, một trong những vị Trạng Nguyên có 102 trong lịch sử khoa bảng Việt Nam. Thì trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban dân huyện, sự tạo điều kiện giúp đỡ của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Nam Định, thì ngành giáo dục đào tạo Trường Ninh đã vượt qua mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, được Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Nam Định xếp thứ 3 trên 10 huyện thành phố. Để đạt được cái thành tích như vậy thì có thể nói có sự đóng góp rất tích cực của những các cái trường học trong toàn huyện, trong đó đặc biệt là trường Trung học cơ sở Trực Thái, một ngôi trường mà đang được huyện ủy, ủy ban dân huyện Trường Ninh tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng cái nhà trường theo mô hình trường chất lượng cao của tỉnh Nam Định. Trong suốt 50 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, nhà trường đã đạt những thành tích rất đáng phấn khởi và tự hào. Và năm học 2015-2016, trường Trung học cơ sở Trực Thái được đón nhận huân chương lao động hạng 3, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng. Đây không chỉ là một cái niềm tự hào, niềm phấn khởi của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, các thế hệ học sinh ở trường, mà còn là niềm tự hào phấn khởi của Đảng bộ và nhân dân Trực Thái, của ngành giáo dục đào tạo Trường Ninh, của Đảng bộ và nhân dân huyện Trường Ninh. Nhân dịp này, thay mặt ngành giáo dục đào tạo Trường Ninh, chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp, các ngành, để trường Trung học cơ sở Trực Thái sớm trở thành trường trung học cơ sở chất lượng cao của tỉnh Nam Định cũng như của huyện Trường Ninh, để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trên quê hương Trường Ninh.